Xe này trị giá vài chục triệu thôi các bác nhá. Chỉ vài chục triệu các bác, mình mua luôn một chiếc xe ô tô 4 bánh 5 chỗ và có thiết kế, các bác nhìn xem, hai đầu liền, đúng không? Hắn là hai đầu liền các bác nhá, chứ không phải là một đầu đâu. Như con Matiz kia thì bảo là một đầu, chứ còn con này nó là hắn là hai đầu. Và các bác nhìn xem cái phần form dáng thiết kế nhìn rất đẹp mắt, đúng không? Nhìn bầu bầu tròn tròn, chứ không phải là gầy gầy giống như một số những dòng xe khác các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem. Về sơn xi bên ngoài rất sáng bóng, xe chạy rất ngon, máy 1.6 tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, các bác nhá, chỉ tầm khoảng loanh quanh là trên dưới 6-7 lít trên 100 km đối với chiếc xe thôi. Xe cực kỳ cứng luôn. Đấy, chiếc xe này thì nó chỉ mất cái đời, nó không được cao nó thôi, chứ còn thì về độ đẹp, độ chất, về độ mới của chiếc xe đấy ạ, thì cũng không kém gì những chiếc xe nhiều tiền đâu ạ. Không kém gì những chiếc xe vài trăm triệu đâu ạ. Đây các bác nhìn luôn cho em ở phần tất bên trong, như là phần hình thức bên ngoài. Các bác cứ nhìn cho em phần hình thức trước các bác nhá. Còn những cái gầm hay là máy tím sẽ quay cho các bác xem sau. Còn những cái mà các bác mình không kiểm tra được, ví dụ như là máy số hay là một số chức năng hay là gì đấy, thì bên em sẽ đảm bảo để cho các bác yên tâm về chất lượng xe các bác nhá. Đấy, xe cực kỳ ok luôn. Đây em quay cho các bác xem để các bác thấy được là chiếc xe vài chục triệu của em này, nó vài chục triệu này, xem là nó đẹp, nó chất, nó mới thế nào các bác nhá. Đây các bác nhìn xem tất cả những con bu lông ốc vít 3 con này các bác nhỉ, nó vẫn còn sáng và vàng ươm luôn các bác này. Và cái mép cánh cửa đây các bác nhìn xem, thậm chí là keo chỉ nó vẫn còn cơ. Đây, những con bu lông ốc vít đây nó vẫn còn sáng đẹp như vậy. Bốn tấm cánh cửa này được thiết kế bằng chất liệu da, loại da cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá, và vẫn còn khá mới, đúng không ạ? Khá mới luôn. Một xe trị giá vài chục triệu đồng thôi. Đấy, giá không bằng một con xe máy mà nó được như thế này. Các bác nhìn xem, các bác cảm nhận đi. Đấy, mà bốn kính điện luôn nhá, chứ không phải là hai kính điện hay là một kính điện đâu, mà là bốn kính điện luôn các bác ạ. Đấy, những con vít, những con bu lông đây nữa này, các bác nhìn này, vẫn có bảng ươm này. Và lòng trong như là gầm bệ xe là không hề bị mọt các bác nhá. Đấy, những phần khóa của xe các bác nhìn xem vẫn còn vàng ươm luôn, đúng không ạ? Lòng trong sơn xi sáng bóng, bộ ghế da của xe vẫn còn rất là mới, và có lót áo ghế ở bên trên này các bác này. Đấy, ghế không rách nhá. Ghế dưới là không rách đâu, các bác nhìn xem. Ghế không rách đâu. Đấy. Đấy, mà loa âm thanh của xe nghe rất hay. Đây một loa, kia một loa và cánh nữa. Đấy. Rất nhiều loa cho mình nữa các bác nhá. Đấy, trần của xe thì nó là trần lý. Ở phía này thì mình có thể là ngồi được 3 đến 4 người. Phía trên mình ngồi được 2 đến 3 người nữa. Các bác nhá. Ở khu vực này thì nó có tổng lưng hạ kính này. Đấy, vô lăng ba chấu, điều hòa lạnh buốt, điều hòa lạnh sâu, nóng lạnh đầy đủ. Âm thanh loa đài nghe rất hay các bác nhá. 5 chỗ ngồi. Đấy, trợ lái của xe rất là nhẹ. Mọi chức năng đang hoạt động bình thường thôi nhá, chứ không phải là xe có vấn đề gì đâu, mà xe không có lỗi gì đâu các bác nhá. Tai nạn đâm đụng cũng không có luôn, ngập nước cũng không có luôn. Đấy. Có tuyệt vời cho một con xe mà các bác bỏ ra số tiền mà quá ít, đúng không ạ? Không bằng một chiếc xe máy đi ngoài đường, mà xe máy các bác nhìn kìa. Đấy. Tai nạn giao thông rồi mưa nắng các kiểu vẫn phải chịu, đúng không ạ? Thế mà chiếc xe này các bác ngồi lên ung dung luôn. Đấy. Mà các bác đi ô tô thì người ta mới bảo các bác là nhiều tiền chứ, đúng không? Nhiều bác có tiền, nhiều bác nhiều tiền thật, nhưng mà ô tô không dám mua, vẫn phải đi những chiếc xe máy, sự là hết sức bất công, đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem nhá, mép cánh cửa đây cao chỉ vẫn còn này, bu lông ốc vít đẹp này, gioăng vẫn là gioăng xịn mà thậm chí không bị rách đây các bác này. Đấy, bốn cánh cửa xe vẫn còn đẹp và mới đều như nhau hết các bác nhìn này. Đấy, đẹp và mới đều như nhau luôn này. Đấy, được chưa? Da không rách luôn các bác nhá. Đấy, da cửa không rách luôn. Đấy. Đây, lưng hạ kính nằm ở đây, tổng lưng hạ kính nằm tất đây các bác này. Đấy, cái này chỉnh gương các bác nhá. Đấy, con bu lông ốc vít này vẫn còn chấm sơn màu đỏ các bác này. Đấy. Đấy, khóa của xe vẫn còn vàng ươm này các bác này, bốn cánh của xe, bốn móc khóa này vẫn còn sáng ươm, vàng ươm như vậy nhá. Rẻ hơn một chiếc xe máy mà được một chiếc xe chất lượng như này, một chiếc ô tô 4 bánh luôn. Đấy, chở 5 người đi cả gia đình, đúng không ạ? Chiếc xe đi cả gia đình luôn. Các bác có xe máy số xe máy ga, xe quay xe gì cũng được, các bác mang đây em đổi cho. Sao phải đi xe máy làm gì cho khổ ra, đúng không ạ? Bằng bây giờ làm dễ lắm, bằng các bác mình làm lúc là xong thôi. Làm vài tháng là xong cái bằng rồi. Đây các bác nhá, chỗ này bằng chất liệu da luôn, có xe này rất sang luôn các bác ạ. Đấy, xe sang thì những cái vị trí này nó mới thiết kế bằng chất liệu da nhá. Côn số lái của xe rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng tình cảm. Ở đây là mở xăng, mở cốp nằm ở đây này, mở cabo nằm ở đây các bác nhá. Côn số lái của xe thì rất là nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào. Vô lăng đẹp đây. Đấy. Nhựa vô lăng của xe rất ok luôn. Và con này thì cũng đã được lắp một cái đầu của Toyota rồi, nghe rất hay. Đầu đầu ấy nhá. Đầu DVD nhá, đầu này rất hay luôn các bác nhá. Âm nhạc nghe rất hay và mình có thể kết nối với điện thoại qua cổng này. Đấy. Ui, đấy. Đấy. Nhạc hay lắm các bác ạ. À có khóa khiển luôn nhá.
Còn đây là công tắc vận chỉnh điều hòa nóng lạnh của xe nằm ở đây. Đấy, những công tắc khi bấm một xe các bạn nhìn xem là nó cũng kiểu nó không bị cũ đúng không? Nó không bị cũ theo thời gian năm tháng. Điều hòa nóng lạnh của xe vẫn còn luôn các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem, đây là cửa gió, cửa sổ xe không bị gãy, không bị thiếu các bác nhá. Đầy đủ hết. Đây xi nhan thẳng, đây xấy kính này, đây đồng hồ báo này, đây, một cái chìa khóa nữa đây các bác này. Đây mặt đồng hồ đây các bác này. Đấy. Có phủ táp lô đồng hoàng rồi. Còn táp lô bên trong các bác nhìn xem da của xe vẫn đẹp nguyên như này này. Đấy, có loa check kia các bác nhá. Và đồ nhựa phần khu vực cột các bác nhìn xem này. Đấy. Đăng kiểm tận tháng 7 năm 2023 luôn. Đấy, gương chống chói đầy đủ này. Đấy. Tấm che nắng màu vàng đẹp luôn. Đấy, nhựa đẹp chưa các bác này. Đấy. Ô tô ít tiền nhưng mà nó phải là chất lượng các bác ạ. Nó phải là còn ngon, chứ còn những chiếc xe tuy rằng là nhiều con 1-200 thật nhưng mà thậm chí còn không bằng cái con xe ít tiền của em. Có cảm biến chống va chạm nhá, báo ở đây các bác này. Cái tròn kia là loa check, còn đây là cái này là cái dài dài này là để báo cảm biến chống va chạm. Khi các bác mình tiến gần vào một cái vật gì đó thì nó sẽ báo tít tít, nó sẽ báo cho mình để mình biết là mình dừng lại các bác nhá. Đấy. Và kính điện của xe đây các bác nhìn xem, kính của xe không xước và kính đã được bọc dán đàng hoàng hết rồi. Đồ nhựa bên ngoài đẹp, vè mưa cứ đầy đủ này. Kính không xước, cột kèo zin, nóc đẹp, cầm đẹp. Đấy, sơn xi bóng, móng mượt nó là cả con luôn các bác nhá. Mẫu xe đây Lubiza. Vâng. Máy chấm 6 thôi các bác ạ. Máy phun xăng điện tử, máy rất đẹp, máy lổ êm ru. Máy rất chất, máy số ngon, gầm vệ chạy chắc và sóc không tiếng kêu gì. Gầm sàn của xe đẹp, tiến sẽ quay các bác xem sau các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem này, lốp dày này, na đúc nguyên bản theo xe nhá. Lốp này là vẫn còn chạy được một thời gian nữa. Và na răng của na răng thì na răng nó là nguyên bản theo xe rồi, chứ không phải là na răng độ đâu. Na răng nguyên theo xe luôn các bác nhá. Đấy, biển 15. Biển 15 người Hải Phòng dụng chiếc xe này. Bây giờ thì đã để lại cho bên em rồi. Bây giờ thì bác nào dùng tiếp báo em nhá, em để lại cho. Cặp đèn pha của xe rất mới luôn các bác này. Cặp đèn pha rất mới luôn. Được chưa? Thế sợ thế mới kinh đúng không ạ? Sơn xi bóng mượt. Con này vừa mới sơn quay cả con rồi các bác nhá. Bóng đẹp cả con luôn rồi. Mặt nạ cái lăng của xe ốp nốt đồng hoàng này, rất sáng đẹp. Đấy, rất sáng đẹp luôn. Đèn đẹp chưa? Đấy. Đèn đẹp như thế luôn. Sơn xi bóng đẹp chưa? Đấy. Dòng này không niên hạn sử dụng nhá. Các bác mua các bác mình dùng mãi mãi, dùng lâu dài, dùng đến bao giờ cũng được. Đấy. Dùng khi nào chán thôi. Các bác nhá, dùng chán thôi chứ còn thì nó không có niên hạn đâu. Bây giờ mình cứ đi bảo dưỡng thường xuyên định kỳ thì những cái mẫu xe ô tô hay là kể cả những cái mẫu xe máy thì các bác mình cứ chạy bền bỉ theo năm tháng, theo thời gian luôn, không phải suy nghĩ lo lắng gì. Xe máy các bác mình đi đôi khi nhiều con xe cũ lắm rồi nhưng mà chạy vẫn ngon đúng không ạ? Ô tô nó cũng thế thôi, các bác mình cứ chăm sóc nó đàng hoàng, dầu mỡ nước lo những thứ đầy đủ. Đấy, bảo dưỡng các thứ đầy đủ thì những chiếc xe như này nó vẫn cứ trường tồn với các bác mình theo năm tháng các bác nhá. Cần ít mình cũng thật là mua được. Những chiếc xe này thì đúng ra các bác mình đi làm công nhân vài tháng lương là mình mua luôn được chiếc xe rồi đúng không ạ? Làm công nhân cũng đã vài tháng lương đã mua được ô tô đi rồi đúng không ạ? Còn gì phải là người nhiều tiền đâu đúng không ạ? Nhiều người cứ bảo là phải làm ra tiền mới mua được ô tô đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì ô tô nó chỉ là một cái vật dụng để thay một chiếc xe máy, là một cái phương tiện thôi đúng không ạ? Chứ không phải là một cái gì xa xỉ. Kính đẹp chưa này? Và kính không xước bọc dán đàng hoàng đầy đủ này. Bốn kính điện của xe rất đẹp nhá. Đấy. Và đây các bạn nhìn xem, bốn tắp đi cái cửa xe bằng chất liệu da hết luôn. Đây da này. Đấy, da đẹp chưa? Rất mới luôn nhá. Rất mới luôn nhá. Đấy, thế mới hay. Vâng. Đây thì bây giờ thì em tiếp tục lại cho các bác xem đến một số những vị trí nữa của xe. Đấy, táp lô đây, mở táp lô cho các bác xem này. Đấy, da táp lô đẹp chưa? Mới chưa? Đấy, da nhá. Da rất mới luôn nhá. Đấy, cửa gió không gãy vỡ, không thiếu nhá. Đấy, loa âm thanh đây. Đấy, cái này để mình đi cao tốc này, thẻ đi cao tốc đây. Đấy. Cốp đây. Đấy. Đoàn thanh đây. Dây này là dây để cho mình ấy cam hành trình các bác nhá. Đấy, lấy điện ra 12V ấy cho cam hành trình. Các bác xem thêm vị trí nào bảo em gửi cho. Mà em quay kỹ như này thì các bác mình cứ xem trên đây xem đi xem lại cho em, không cần phải xem hình nữa đâu. Quay kỹ như này rồi mà đúng không ạ? Vậy không khác gì các bác đến xem xe trực tiếp rồi. Bán giá thôi các bác ạ. Khi các bác thích chiếc xe này, khi các bác máu các bác muốn mua nó, các bác muốn sở hữu một chiếc xe ô tô về sử dụng cho gia đình mình thì các bác mình cứ lưu số bên em lại, gọi điện bên em khi nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi xe gì các bác mình liên hệ tiện lợi hơn các bác nhá.
thì em sẽ đọc số điện thoại cho các bác mình. Và đây các bác nhìn xem, tiếp tục này, cái phần vép cánh cửa này ok chưa? Đấy. Này. Đấy. Được chưa các bác? Ok chưa? Những mẫu xe cũ, những mẫu xe mà đời không cao thì các bác mình cứ mua cho em những chiếc xe nó còn đẹp tí. Chiếc xe ít tiền các bác phải mua những con xe nó còn chất ngon tí, đặc biệt là máy. Đặc biệt là máy các bác nhá, máy số. Đấy. Những cái con xe mà nó kém quá các bác đừng mua nhá. Rẻ các bác mình cũng em khuyên thật là các bác đừng mua, đừng lên mua. Mua về thì mình thì tháng mình lại đi sửa chết các bác ạ. Rất mất thời gian và nó lại tốn tiền các bác. Đây gioăng các thứ đây. Gioăng đẹp chưa? Đấy. Nó như thế cơ mà đúng không ạ? Chiếc xe rất đáng mua các bác nhá. Rất đáng mua trong cái thời điểm kinh tế khó khăn mà các bác mình muốn mua một chiếc xe để đi làm, chở vợ chở con đi đây đi đó, quá ok đúng không ạ? Bỏ ra mấy chục triệu đã có ô tô đi rồi. Có phải sướng không? Đúng không ạ? Đi du lịch chở cả nhà đi luôn, bố mẹ ông bà đi luôn. Ok các bác nhá. Con nhỏ ngồi lên ok. Đi hai ông bà, hai vợ chồng là 4 này với hai đứa con nhỏ là 6 ngồi thoải mái luôn các bác ạ. Xe 6 người cả con nhỏ quá ok, chở cả gia đình. Ô tô cũng là một trong những cái mong ước của rất là nhiều người, đặc biệt là người dân Việt Nam vùng nông thôn đúng không ạ? Trước thì nó là cái vật xa xỉ nhưng bây giờ nó là cái vật, nó chỉ là cái phương tiện thôi. Các bác biết rồi, nó chỉ là một phương tiện thôi. Đừng nghĩ nó là gì, nó to tát quá các bác nhá. Đấy, và gầm của nó đây các bác nhìn này, nó có vấn đề đâu. Gầm nó đẹp như này các bác. Đấy. Đèn đóm sáng bóng các bác nhá. Đèn gầm, đèn pha đều ok hết. Xe hai đầu và các bác nhìn đây. Các bác nhìn xem cái cốp nó rất to để đồ được nhiều luôn nhá. Cốp rất to để đồ được rất là nhiều. Lốp phòng được nằm trong cốp. Riêng cái cốp này nhá, có thể chở được mấy người trong cốp luôn. Cho người khi nào mà trời rét vào trong đi làm rất là ấm mà đi đâu cũng được. Đây là những cái mắt cảm biến chống va chạm này. Các bác nhìn thấy không? Sơn xì rất đẹp, rất bóng đúng không? Đây. Ở bên đây đó thì chỗ này nãy em đã quay cho các bác mình xem ok rồi đúng không ạ? Đây. Các bác nhìn nhá. Đấy, nó mới đây rồi. Nó đẹp cả con luôn các bác ạ. Đều cả xe luôn, đóng cửa êm ái chắc lịch. Thân vỏ dày nhá, chứ không phải là thân vỏ mà nó mỏng giống như một số những chiếc xe Spark hay là Morning đâu. Dòng này thân vỏ rất dày. Dòng xe đến từ đất nước Hàn Quốc. Dòng Daewoo đến từ thương hiệu của Hàn Quốc đây. Các bác nhá, rất mới rất đẹp luôn. Em sự là một chiếc xe mà em muốn quay đi quay lại cho các bác mình luôn đấy ạ. Nó đẹp như này rất muốn quay nhiều cho các bác mình xem kỹ. Em quay cũng sướng cơ, đúng không? Quay không biết mệt. Vâng, thực sự các bác là quay những con xe này quay không biết mệt luôn. Đây, form vỏ là căng mọng này cơ mà. Sơn xi bóng đẹp, thân vỏ căng mọng. Đấy, chỗ này bẩn nhá. Đấy, chỗ này bẩn này, lau hết rồi. Nhìn cứ tưởng xước nhưng phải, lau hết luôn. Đây các bác nhá, các bác nhìn này. Vỏ vẻ đẹp chưa? Thân vỏ căng mọng. Thân vỏ quá ok, xe ít tiền. Đời cũng cao lắm, đời 2000 mấy rồi các bác nhá. Là loại này không quan trọng đời cao đời thấp đúng không ạ, quan trọng chất thôi. Đời 2002, 2003, 2004 thì nó cũng như nhau cả mà. Các bác nhìn, các bác nhấn cho em xin phát like đi và phát tim và nhiều lần chia sẻ hộ em với nhiều lần vào để mỗi khi em đăng con xe nào lên các bác nhận được sớm, nhận được luôn mà không bỏ lỡ. Đây, máy đây. Máy số ngon, gầm bệ chắc. Đấy, cabo chống nóng xe vẫn còn. Máy số ngon các bác nhá. Máy số bên em kiểm tra rồi. Tương đối là ngon luôn. Đấy. Vâng, như vậy thì đối với chiếc xe Lupiza này em đã giới thiệu quay cho mình xem xong rồi. Các bác liên hệ cho bên em theo những số điện thoại hotline mà em vẫn đang thường xuyên cung cấp cho các bác đây. Đây là hai số chính nhá. Bên em có cung cấp thêm một số điện thoại nữa để khi mình gọi hai số kia không được thì gọi thêm cái số đấy được tiện hơn. Số là 0335838389 các bác nhá. Địa chỉ thì các bác thấy rồi, và bên em đối diện ở tại là 90 đối diện với lại 225 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá.
Bên em có ship chuyển xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển toàn quốc, các bác nhá. Có đổi xe, đổi xe máy, đổi ô tô, đổi ô tô, đổi ô tô, đổi cát, đổi ngang, được hết các bác nhá. Tính giá trị nó ok ra luôn. Và các bác đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube, nhấn nút theo dõi Facebook, nhấn follow trên kênh TikTok để mỗi khi em đăng có sale lên, các bác nhận được luôn, nhận được sớm và không bỏ lỡ video nào. Và video này thì em đã quay xong, xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm ủng hộ. Hẹn gặp lại bác vào những video chương trình lần sau. Nhớ chia sẻ, nhớ vào xem ủng hộ em với các bác nhá. Chia sẻ mạnh tay nhiệt tình ủng hộ em với ạ. Cảm ơn ạ.